chào các bạn. Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Diệp Daydreaming, tập tiếp theo trong series Chat với chồng. Sub series đợi bạn cùng bạn đời. Đấy, được. Nếu mà, nếu mà bạn nào nghe episode trước của bọn tớ thì chắc sẽ hiểu về cái tên này. Còn không thì các bạn chỉ cần hiểu đây là tập tiếp theo của series Chat với chồng là được rồi. Series này thì bọn tớ làm ngẫu hứng trong cái đợt giãn cách dài ngày này của hai thành phố lớn. Gần như cả nước rồi. Gần như cả nước. Hà Nội thì mới nhận lệnh là sẽ giãn cách thêm 14 ngày. Thành phố Hồ Chí Minh thì tớ cũng không biết đến bao giờ, nhưng mà hy vọng là tình hình sẽ sớm ổn hơn. Thế hôm nay mình sẽ nói chuyện về chủ đề gì? Hôm nay mình nói chuyện về chủ đề rách đúng không? Đúng rồi. Các bạn có biết sáng nay chồng tớ sộc vào phòng mà bảo gì không? Ê, hôm nay dân tình hít hà drama nở phổi á. Anh nói cái gì nhá? Anh không nhớ lắm, nhưng mà nói chung là hôm nay có drama của Jack là Jack yêu một lúc nhiều cô. Anh kể đi, anh tóm tắt lại cho những bạn Jack, không Jack biết. Là bạn ca sĩ mà có bài sóng gió rất là hay, tớ rất là thích. Đấy, nói đến bài sóng gió. Hai vợ chồng tớ dùng chung một account Spotify. Thế là hôm mọi người mới share cái kiểu top 10 thứ mà mọi người nghe trong năm vừa rồi, xong tag in kiểu Diệp Daydreaming cái thứ, mình thấy ui vui thế, là hạnh phúc của mình để mình xem cái list top 10 ca khúc hay là track mà mình nghe trong năm nay là cái gì. Mở ra số 1 sóng gió. Không, nhầm. Số 1 là Ai Mang Cô Đơn Đi của cái thằng của cái bạn còn lại. BICM. Xin lỗi các bạn, tớ không thể phân biệt được hai con người đấy. Nhạc như nhau, đấy là thể loại nhạc mà chồng tớ thích. Này em nói thế là rất là đánh giá. Nhiều bạn mất quan điểm rồi nhá. Em nói gì đâu, em nhạc rất là hay. Em chỉ đang toàn phách, em chưa dùng một tính từ gì từ nãy giờ. Okay, anh nhạy cảm nhá. Okay, anh nói đi. Rách yêu một lúc nhiều cô thôi. Nhưng mà cái key point là mà không cô nào trong đấy, chỉ có một vài cô trong đấy biết là Jack đang yêu nhiều cô thôi, còn cô nào cũng tưởng là Jack đang yêu một mình. Hình như là thế. Nói chung là anh đọc đến đấy, anh không đọc thêm. Đấy, sau khi chồng tớ thông báo như thế thì tớ cũng lên mạng để hóng xem là thế có vụ gì. Thì thấy dân tình bắt đầu so sánh với Ngô Diệc Phàm. Tớ cũng không biết nhân vật đấy là ai cho đến khi vừa có cái vụ phong sát do drama quá kinh. Phong sát là kiểu bị xóa sổ trên tất cả mọi mặt trận có thể ở Trung Quốc ấy. Profile Weibo mấy triệu follower cũng bốc hơi này. Thế xong kiểu hình ảnh các thứ không ở đâu được đăng biết các thứ nữa. Anyway, tớ cũng không biết bạn Ngô Diệc Phàm đấy là ai trước khi cái drama đấy nổ ra. Nhưng mà sau khi drama nổ ra thì mới biết. Có một người tên thì bạn ấy lại biến mất rồi. Bạn ấy thì drama là vì kiểu chăn các em gái xong underage, chưa đến tuổi vị thành niên nên là cũng kinh đấy. Nói chung là nó cũng là tội hình sự. Nhưng mà Jack thì đến lúc tớ hóng thì tớ thấy bạn ấy như nào? Có con với cả một người có chứ. Có con với cả Thiên An là người đóng cùng MV Sóng Gió với Jack. Thế xong bạn Thiên An kia mới tức quá lên bóc phốt à? Không, đây là một em nào khác bóc phốt đấy. Em nào khác là chat với Thiên An. Xong rồi lên mạng bóc phốt. Và sau đấy thì fan club mới đứng ra bảo vệ thần tượng. Và cái logo bảo vệ là cái gì nhá? Bình tĩnh và tin tưởng à? Được lên top trending Twitter thế giới. Ôi mạnh ấy. Thế à? Em đọc cái đấy. Jack thì rất mạnh, Jack thì rất mạnh. Em kiểu wow. Thế nên hôm nay bọn tớ quyết định ngồi hóng trend một chút và bình luận về việc monogamy, một vợ một chồng. Một vợ một chồng. Hôm trước bọn mình xem một cái episode của Netflix với Vox làm cái series tên là Explained. Thì có một tập, thật ra mới xem một tập tên là Monogamy. Thì trong đó người ta diễn giải, người ta đem rất nhiều cặp đôi vào trong buổi phỏng vấn với nhau. Buổi phỏng vấn ngắn thôi, cũng chỉ 20 phút cái tập đấy thôi. Và người ta xem quan điểm họ với cả việc monogamy thế nào. Và polyamorous nghĩa là yêu một lúc nhiều người hoặc là một lúc có quan hệ với nhiều người ra sao. Thì nói chung là cũng hiểu một chút thôi. Tại vì cái đấy nó cũng không có quá nhiều những cái về khoa học, những cái về quan điểm này nọ. Chỉ là họ đơn giản là họ lý giải cái hiện tượng monogamy và xem người khác, những cặp đôi mà họ phỏng vấn thì nghĩ gì về việc đấy. Bọn mình cũng hơi tò mò muốn nói chuyện thêm về cái vấn đề monogamy này, vấn đề một vợ một chồng này. Xem là hai bên nghĩ gì, không biết là Diệp nghĩ gì, Ngô Diệc Phàm nghĩ gì. Diệc không phải Diệp.
Thì cũng rất là hay. Là hôm trước ở trên Instagram em cũng đang đọc dở cái quyển Nội tình của ngoại tình ấy, mua ở hiệu sách Cá Chép hồi trước đi ấy. Thì trong đấy nó cũng nói rất là nhiều về cái chủ đề này. Thực ra đấy, nói đến việc ngoại tình thì cũng phạm phải cái quy luật luật bất thành văn của việc monogamy mà. Thế nên là em cũng chia sẻ một số cái screen cap, một số cái trang lên Instagram, và rất nhiều bạn cũng tìm đọc cái quyển đấy cùng em. Tôi được 3 bạn đó. Em nhớ là phải hơn 100 bạn kích vào cái link đấy, vào quyển sách đấy của em, không biết là bao nhiêu bạn mua, nhưng mà đến hôm nay thì có một vài bạn đã feedback lại với em là sau khi đọc quyển đấy thì cảm xúc của mọi người như thế nào, và đa phần là rất là tức giận. Tại vì quyển đấy là một quyển rất là cởi mở, viết bởi một cái bác sĩ tâm lý chuyên hòa giải các cặp đôi ấy. Mà anh biết là chuyện ngoại tình ở Mỹ thì nó kiểu muôn hình vạn trạng, và riêng một cái chương đầu tiên bài đã rất là dài nói về việc quan điểm như thế nào là ngoại tình. Mọi người tất cả đều nghĩ là chúng mình đều có chung một definition của ngoại tình, và bà ấy bảo đấy là cái sai lầm đầu tiên để dẫn đến việc là tất cả đều kiểu bị sụp đổ sau khi cái việc ngoại tình xảy ra. Tại vì hai người đang không có một cái mutual boundary, không có một cái mutual definition, không có một cái định nghĩa chung về việc ngoại tình. Wow. Xong bà bảo là, và cái lỗi lầm to nhất là những cái cặp đôi mà yêu nhau lâu dài đấy, tại vì họ nghĩ là kiểu yêu nhau lâu, mình kiểu yêu nhau lâu rồi thì phải tự hiểu như thế nào là ranh giới chứ. Nhưng mà chính những cái người đấy thì lại không biết như thế nào là ranh giới. Còn các ông chồng thì sau khi ngoại tình rồi, hay là các bà vợ ngoại tình xong rồi, thì họ mới nghĩ là nhưng mà việc đấy thì nó chưa vượt qua ranh giới, nên mình cũng không kể với người còn lại để làm gì cho họ đau khổ, đúng không? Đấy. Thế nên là đến khi mà nó bị bung bét ra thì người bị giấu cảm thấy rất kinh khủng, còn người kia thì kiểu không hiểu mình đã làm gì. Đấy, đại loại là như thế. Bài viết một chương rất là dài về cái việc đấy, và em thấy đúng, mình chưa bao giờ nói chuyện đấy. Xong anh biết là những cái cặp đôi nào là những cặp đôi mà rõ ràng nhất boundary về việc ngoại tình không? Là những cặp đôi đồng giới. Hoặc là những cái cặp đôi đấy kiểu không phải là một nam một nữ. Họ phải explore lại từ đầu, nên là họ set những cái boundaries đấy, đúng không? Đúng rồi, họ phải kiểu rất clear về việc mình là ai, mình muốn gì, mình như thế nào. Và khi mà họ đến với bạn đời thì họ cũng nói về chuyện đấy rất là nhiều ấy, kiểu thế nên là họ lại là những cái người mà giữ được những cái ranh giới đấy tốt nhất. Cũng hay. Lạ nhờ. Đấy. Đấy, định nghĩa của anh về chung thủy là như thế nào và ngoại tình là như thế nào? Chung thủy. Monogamy. Chung thủy là khác đấy nhá. Một vợ một chồng. Chung thủy không chắc là một vợ một chồng monogamy đâu. Em nghĩ là giống, sao? Khác là nếu đâu? Mà em bây giờ em có ví dụ hai người chồng và hai người vợ thì em vẫn để chung thủy với cả hai người đấy. Đấy lại không phải là ngoại tình. Nhưng mà trong tức là ví dụ anh biết một số người có nhiều vợ nhiều chồng mà. Tại nhiều vợ. Bố em á. Không. Cắt. Không, một ông họ hàng xa. Cắt. Xa xa đâu. Cắt. Đúng không? Không. Cùng như vậy cùng một lúc. What? Thì đấy không phải là monogamy rồi. Nhưng ông vẫn có thể chung thủy với cả ba người đấy. Đấy, trong trường hợp mình nhá, đúng không? Nếu mà mình là monogamy thì... nếu mình trong trường hợp của mình mà define chung thủy với monogamy thì nó cùng nhau. Nhưng của người khác có lẽ nó sẽ khác. Đúng không? Thì cứ nói về mình trước đã. Ok. Anh nghĩ là chung thủy nhé. Hoặc là nói về việc không chung thủy đi. Việc đi quá giới hạn. Để biết thế nào là đi quá giới hạn, phải biết giới hạn là gì, đúng không? Đấy, chưa vào phần định nghĩa đã không hiểu không, gì không, rồi không. Các bạn ạ. Tức là anh cứ nói về việc đi quá giới hạn là gì. Vì đi quá giới hạn là có mối quan hệ về thể xác hoặc là tinh thần mà hoặc cảm xúc không. Mà mình biết là người kia sẽ không chấp nhận nhưng mình vẫn làm, thì đấy là ngoại tình. Đấy, nhưng mà nếu chưa bao giờ nói với nhau thì làm sao biết người kia có chấp nhận hay không? Thật ra đúng, anh thấy thế là một cái fair concern, một cái quan điểm mà cần phải rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình ở với nhau ấy, thì anh hay, bởi vì em là một trong những priority lớn, nên là anh sẽ đặt cái sensitivity, tức là cái độ nhạy cảm của cái thước đo đấy nó rất cao. Tức là có một cái gì đấy mà nó hơi đi lạc ra về mối quan hệ bạn bè hoặc là công sở hoặc là người kiểu xã hội, thì anh sẽ tự cho là Diệp sẽ không cho là Diệp sẽ không, tức là cái này thì Diệp sẽ không, tức là có thể là không thoải mái. Diệp sẽ không cảm thấy thoải mái. Thì đấy, thì anh sẽ dừng lại.
hoặc là anh sẽ không để nó đi vượt lên giới hạn các thứ khác và anh dừng người kia lại kiểu thế. Hiểu. Đó thì nói chung là những cái đấy tại vì là cũng yêu nhau lâu rồi, anh cũng quen với cả việc là anh nghĩ là anh biết là em nghĩ cái gì với hoàn cảnh này. Nên anh đấy, anh sẽ dừng lại nếu mà anh thấy nó có thể khiến cho em cảm thấy cái điều này là không đúng. Cảm thấy khó chịu. Ghi nhận. Thế còn em thì sao? Em thì sao là gì? Em cũng thế, nói chung không, không, không. Thế em cũng thế thì em sẽ nói lại từ đầu sao em như thế. Cũng là tư duy là kiểu mình cũng biết là người kia sẽ cảm thấy như thế nào mà mình sẽ dừng lại trước khi có gì đi quá xa ấy. Mà em nghĩ cảm giác ai cũng sẽ nói như thế và ai cũng sẽ nghĩ như thế, thế nên là không biết như thế nào. Tức là sẽ có những cảm xúc này hay là những hành động mà nên chỉ dành riêng cho chồng của mình, bạn đời của mình. Và mình không nên chia sẻ cái việc đấy với bất kỳ ai khác. Nếu mà làm những cái việc đấy với người khác thì đã là ngoại tình rồi. Kể cả với em là nói về những chuyện nhạy cảm hay là cảm xúc suy nghĩ các thứ hay là cảm xúc suy nghĩ á, gần gũi về thể xác, cơ thể, cảm xúc suy nghĩ. Chia sẻ với người khác mà cũng buồn. Em chia sẻ. Buồn thì em nói chuyện với, ví dụ em nói chuyện với công nông thì không có vấn đề gì nhá. Nhưng mà ví dụ bây giờ em nói chuyện với một thằng thằng bạn thân nào khác chẳng hạn thì em nghĩ là không nên như thế. Hoặc là kiểu than phiền về công việc của anh hay là mối quan hệ của anh với những người khác, chẳng hạn với những người khác, đúng không? Thì em nghĩ đấy cũng đã là một dạng đi tìm intimate connections rồi. Em nghĩ những cái đấy cũng chỉ nên dành cho bạn đời của mình thôi. Hiểu. Tốt, nghĩ thế là tốt. Anh bảo nhá, thế nếu em em nghĩ thế nào về việc mà respond, cái gì? Tiếp nhận và có sự trao đổi qua lại với những cái luồng thông tin đấy mà không bắt nguồn từ bản thân mình. Ví dụ một người khác quan tâm đến em hoặc một khác đem chuyện buồn đến em để chia sẻ. Đấy. Đấy. Cái đấy mới là cái khó, cái đấy mới là cái khó. Đấy, thế nên đúng. Là thường là nó sẽ bắt nguồn từ những cái đấy. Ví dụ anh là một đồng nghiệp nam. Diệp ơi. Đồng nghiệp nam của em toàn là cong thôi. Không giả vờ đi. Diệp ơi, hôm nay tớ buồn quá. Dễ thế lắm. Thế chả lẽ em lại rất khó nói không với đúng, những người đấy, khác. Đúng không? Ví dụ như Dương thì không ngại nói không các bạn ạ. Rất nhiều lần các đồng nghiệp nữ nhờ đưa về rồi. Nhưng mà cũng không nhiều lần, một vài lần. Một vài lần. Nhưng mà đấy, mình bảo không luôn nên là không ai nhờ đưa về nữa. Không, với những người mà anh có thể nói không luôn, nhưng những người mà anh yêu quý thật. Bây giờ ví dụ như những người mà tưởng như là vô hại nhưng mà lại có ý với anh chẳng hạn. Ví dụ kiểu mùng bà chị nào đấy anh hiểu. Rất tôn trọng trong công việc. Anh hiểu. Xong cũng có gia đình chồng con, cũng sẽ kể chuyện gia đình chồng con vô tư với anh, nhưng mà đấy lại nhờ anh đưa về. Thì sao? Đưa về thì không sao. Đưa về mà vô tư thì mình biết ngay, mà đưa về mà không vô tư mình cũng biết ngay. Làm sao anh biết được? Biết hết. Thế à? Em nghĩ bọn trai không biết được đâu. Không. Biết hết chỉ có lúc đấy mình như nào thôi, mình hành động như nào thôi. Như nào? Con người nhá thì luôn có hai phần, một phần là con voi và một phần là con người nhỏ. Đúng không? Con voi là cứ thấy nó tự động hành động theo bản năng. Ví dụ như là em lái xe thì bản năng của em là tránh các chướng ngại vật. Còn trong lúc đấy con người vẫn còn có thể nghĩ được về những thứ khác. Ví dụ là anh đang lái xe thì anh vẫn nghĩ được về kiểu hôm nay sự kiện lên thế nào. Hôm nay mí đi học như ra sao chẳng hạn. Nhưng mà cái con voi đấy nó vẫn giúp anh tránh được các vật cản trên đường, tránh được các ô tô khác. Tức là con người là cái entity mà cái thực thể mà biết đây là đúng, đây là sai. Nhưng mà khi mà bản năng của con voi quá lớn ấy, thì nó đè cái những cái lý trí của con người xuống. Khi bản năng con voi nó lớn hơn sức mạnh của lý trí của con người ấy, thì người ta rất dễ trôi. Và người ta, cái con người, cái bộ não suy nghĩ ở trong đấy nó không nhận ra là con voi đang dẫn mình đi hướng nào. Thật ra hai phần đấy đều là một phần của con người cả, bản năng và lý trí. Em biết việc này sai, nhưng mà vì em feel good nên em cứ go with it. Đấy là con voi. Còn em biết việc này sai mà em gồng mình em dừng lại thì đấy là con người đang kéo con voi lại. Nhưng nhỡ không biết thật thì sao? Tại vì bình thường đa phần em thấy các, không biết bọn con trai là giả ngơ nhá hay là ngơ thật nhá. Một phần là biết hết, yên tâm, biết hết. Không ai quá ngơ đâu, cái đấy nó ăn vào bản chất rồi. Ok.
Tức là đấy, nói chung là các tín hiệu mình nhận được, đúng không? Nó khác hẳn với cả những tín hiệu của từ những người khác. Thì tất nhiên là mình thấy nó có điều gì đấy nó khác thường thôi. Sai đúng không? Có cái điều là mình có play with it, mình có chuyền bóng cho nhau không, hay là mình dừng quả bóng lại, mình thôi tôi không chơi nữa, kiểu sẽ thế. Luôn có khoảnh khắc đấy, chứ đến khi sút vào rồi mới công bố thì chết chết đấy các bạn ạ. Toang con gái thì em nghĩ cũng thế thôi, sẽ luôn có tín hiệu và nếu mà mình nghi ngờ thì mình nên tạo khoảng cách luôn, hoặc là nếu mà có thể nói thẳng được thì nói thẳng luôn. Em thì chưa gặp trường hợp nào, nhưng mà phản xạ tự nhiên là luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh rồi. Tớ không phải là một người dễ gần gũi và dễ chơi cùng đâu. Em thấy thế. Em biết thế tại sao? Bao nhiêu năm nay rồi cũng không có thêm bạn mới đâu. Em biết tại sao em luôn tạo khoảng cách với mọi người, kể cả con trai không? Không, đấy là một vấn đề tâm lý học khác. Tại vì defense của em yếu, nên em tạo cái cơ chế đấy để tự defense mình. Nhưng mà chính thế, nhưng những mũi tên vô hình sẽ chạm đến em rất dễ dàng. Ôi sợ thế. Ví dụ có một ai nói em luôn cách xa một người này, nhưng mà có người đấy buông một lời mỉa mai phát em sẽ cảm thấy bị hurt rất nhiều, tổn thương. Hoặc là em luôn cách xa một người đồng nghiệp nam, nhưng khi người đấy buông một lời nào đấy thì em sẽ đổ rất là nhanh. Đấy. Nên rút kinh nghiệm là đừng không đi làm ở chỗ có đồng nghiệp nam. Được, nếu mà em tránh được thì càng tốt thôi. Đấy là chiến thuật của em từ trước đến nay. Okay. Không đi làm ở chỗ có đồng nghiệp nam. So far it works. Anh hiểu. Nguy hiểm nhờ. Ôi, trong tương lai chết. Đấy, nhưng mà còn những người mà kiểu đề kháng mạnh thì không sợ xông pha à? Ném các bạn vào bản thân mình sẽ đẩy ra hoàn toàn bình thường. Nhưng tập luyện rồi thì cũng sẽ quen chứ sao? Chưa chắc. Em không những biết. Người mà giỏi vì tập luyện nhá, đến khi gặp một địch thủ xứng tầm thì lại đổ rất nhanh. Đấy. Nói chung là cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu, có cái lợi và cái hại của nó cả. Nói chung tóm lại là vẫn là do mình đúng không? Đúng. Nếu có lỗi thì nên nhận lỗi. Nhưng mà không, cái vấn đề ở đây xảy ra là khi mà ngoại tình ý, cái người có lỗi không nghĩ đấy là lỗi ý. Em cũng không biết. Vào đâu, biết, chối bỏ thôi. Sao mà không biết nữa, lỗi. Thế nào chả biết là vị kia chả nhảy chôm chôm lên. Em không biết. Thôi rồi, bây giờ quay lại chủ đề monogamy. Sao anh có muốn phân tích tâm lý thần tượng một chút trong drama này không? Anh thấy không, nhưng mà nói chung là như nào nhỉ? Hôm nay lúc tớ hỏi chồng tớ là sao anh nghĩ sao về việc này, xong chồng tớ bảo đấy là chuyện bình thường. Tại vì là nhá. Tức là không phải là đấy là chuyện bình thường về mặt đạo lý, nhưng mà thằng nào cũng sẽ làm như thế. Đối xử với người xin khác. Xin lỗi các bạn. Tức là người đàn ông nào cũng làm như thế. Đấy nhá, đấy không phải là chuyện bình thường về mặt đối xử với người khác. Với người mà bị tổn thương thì đấy không hề là bình thường. Đúng không? Nhưng mà đấy là chuyện thường xảy ra trong xã hội. Và anh thì không có expectation gì về Jack cả. Nên là khi mà cậu ta phạm, cậu ta làm những điều như thế thì anh thấy ok, thì cậu ta làm điều như thế thôi. Tại vì anh cũng không coi Jack là một kiểu tấm gương để nói theo, một anh hùng để mình đối chiếu bản thân. Anh không coi, nhưng mà rất nhiều người khác coi Jack là tấm gương, là anh hùng. Okay. Thì sao? Thì họ... Anh nhỡ đấy là tấm gương của anh thì sao? Anh sụp đổ không? Nhỡ đây tấm gương của anh nhé, ví dụ nhé. Anh phải đánh giá hành động nó một cách... Có. Nếu mà đấy là một thần tượng của anh mà anh thật sự yêu quý và thật sự mến mộ ấy, thì anh sẽ bị sụp đổ là cái chắc. Tại vì nó không đi... Cùng với giá trị của anh. Cùng với giá trị, cùng với hệ giá trị của anh. Hiểu. Có thể nó đi cùng với hệ giá trị của nhiều người đúng không? Kiểu của nhiều em... Tại các em chứ tại gì sao? Chuẩn. Nhưng thực ra cái đấy... Tức là cái đấy là mỗi người một khác. Anh có hệ giá trị này, người khác có hệ giá trị khác. Thì không thể đổ cho họ là ai đúng ai sai cả. Cái sai với người này là đúng với người khác. Em hiểu. Nói chung càng lớn thì càng thấy như thế rồi mà. Thế nên là mình cũng chỉ biết thân, biết phận mình mà sống cuộc sống của mình và theo các giá trị của mình thôi. Không nên tranh cãi. Mình cũng cố gắng minh tên mà. Ok. Trái ngược với monogamy là gì? Polygamy. Polygamy, yeah. Như thế. Tức là một người có thể có nhiều bạn tình. Bạn đời. Khi mà nói monogamy thì nó nói về bạn đời chứ không phải bạn tình nữa. Polyamorous thì là nhiều bạn tình. Nhiều bạn đời song song á? Hay là ở các giai đoạn khác nhau? Song song. Còn
nếu mà it's complicated thì anh cũng không biết define nó như nào. Wow, em chưa bao giờ thấy ai. Ví dụ à, em có đấy. Em đã bảo anh là mẹ em có một cô bạn đấy. Ừ. Có bạn trai và chồng và cùng sống với hai người đấy rất hòa bình. Hoặc cả với cả gia đình các con nữa. Thế cũng không cùng sống trong một nhà nhưng mà cùng sống trong xã hội đúng không? Đúng, không cùng sống trong một nhà mà sống xã hội và rất là cởi mở về việc đấy. Tức là các con cũng biết đấy là bạn trai của mẹ. Ừ, thì đấy là how it works. Đấy. Đấy, nói chung là đấy là đấy là ví dụ thực tế duy nhất mà em biết về polygamy. Đấy, em có một người bạn cũng nghĩ là việc monogamy là một việc không tự nhiên, tức là không thuận tự nhiên của con người. Thế nên là nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều khê trong cuộc sống. Nó sẽ cần rất là nhiều kỷ luật ấy. Đúng. Kỷ luật, áp lực. Tại sao phải trói buộc bản thân mình thế nhỉ? Ở đấy sẽ chắc là sẽ đến một lúc mọi người đều sẽ có câu hỏi đấy. Tại sao mình hiểu, suốt ngày hiểu, phải ăn một món ấy nhở? Đấy. Xong rồi các ông chồng sẽ hỏi là, à các ông chồng sẽ tự nghĩ tại sao suốt ngày phải trả bài ấy nhở? Không biết. Anh không nghĩ thế đâu. Bây giờ anh chưa nghĩ thế, nhớ mười mấy năm nữa nghĩ thế sao? Không, với em thì anh chắc chắn là chuyện này không xảy ra. Em nghĩ là khi mà cuộc sống đến một đoạn mà có đủ thứ rồi ấy, thì họ sẽ muốn, ví dụ như kiểu các doanh nhân khi mà họ giàu có rồi họ có khả năng thử hiểu nhiều món mới đúng không? Đúng. Thì tại sao mà không? Đấy là trải nghiệm cuộc sống mà. Ừ tại đấy, sao không? Thì họ cũng nghĩ đấy là một phần trải nghiệm cuộc sống thôi. Ở trên Netflix cũng có một cái show gì mà lâu lâu em xem, nhưng mà em mới xem một vài tập thôi. Hay là HBO ấy nhỉ? Em không nhớ. Đại là cũng kiểu hai ông bà già sau khi nghỉ hưu rồi này, các con cái thành đạt, vui vẻ rồi thì cũng kiểu nói chuyện với nhau và bảo là kiểu bây giờ muốn trải nghiệm thêm nhiều mối quan hệ. Ừ, mối quan hệ xem như thế nào. Kiểu vui. Sometimes chỉ muốn have sex với một người nào khác chẳng hạn. Đấy, thế là hai ông bà cũng đồng ý và hai người đã đi tìm những trải nghiệm lãng mạn của riêng mình khác nhau. Interesting. Cởi mở. Và đây, thế anh nghĩ như thế nào về việc cả hai cùng đồng ý cho nhau làm việc đấy? Anh nghĩ đến tầm 80 tuổi thì thoải mái. Em yêu ông nào khác được, anh yêu bà nào khác được. Xong về kể với nhau, ở chỗ này tôi gặp ông này hay lắm, bà này hay lắm. Anh từng đọc ở đâu ấy, tức là cái nó nói là một người đàn bà bản lĩnh là khi người ta ở cạnh người đàn ông mà khi họ không có gì. Còn một người đàn ông bản lĩnh là khi ông ta ở cạnh người đàn bà đó khi mà ông ta có tất cả. Nghe hợp lý. Nó đi ngược với cả sinh học đấy, tức là phụ nữ thì luôn luôn tìm kiếm đàn người đàn ông mà giàu hơn, chắc chắn về có khả năng để đảm bảo cho con cái của họ được an toàn, kể cả về mặt tài chính là rõ ràng nhất. Đấy. Đúng mà. Đấy. Quyển sách đấy cũng viết thế. Đúng. Còn đàn ông thì luôn muốn là có nhiều người phụ nữ, càng nhiều người phụ nữ càng tốt. Đấy, cho nên khi người đàn ông không có gì thì cái quan điểm của người phụ nữ là mình sẽ ở với ông này mặc dù không có gì, thì nó ngược với cả cái bản năng người phụ nữ. Và khi người đàn ông có tất cả rồi thì những người phụ nữ khác vây lấy anh ta ấy, thì việc anh ta quyết định là tôi sẽ không để thêm con cái nào nữa với những người đàn bà khác mà tôi chỉ chung thủy với người đàn bà này. Thì đấy cũng là trái với cả hệ sinh học của anh ta. Dễ hiểu. Anh hiểu. Tức là nhá, anh thì nghĩ là đến con người thì nó đã được vài trăm nghìn năm rồi. Tức là so với chiều dài lịch sử của tuổi thọ trái đất hay là của các loài khác thì nói chung là mình chỉ là một cái chớp mắt này. Nhưng mà con người cũng đủ tiến hóa ấy, để có những hệ đạo đức đi với nhau để đối phó với cả những cái biến đổi trong xã hội này. Ừ, rất biến đổi là đáng khác. Trong quyển đấy cũng ghi là ngày xưa hôn nhân ý, thì là các gia đình cưới nhau tức là về những cái lợi ích tài chính. Tức là kiểu gia tộc này lấy gia tộc kia. Thì là Diệp là một phụ nữ đô con đúng không? Thì lấy Diệp là sẽ kiểu làm ruộng được. Không, mục đích lúc đấy lấy vợ chỉ là kiểu produce an heir. Và kiểu cái gia tộc của tao có grow được không? Có lớn mạnh được không? Đấy kiểu vua các nước xong gả con gái. Kết giao nước với nước nhau kia. Kết giao với nhau. Nhưng mà bây giờ thì hôn nhân nó không chỉ đơn giản là như thế nữa, mà nó là kiểu mọi người sẽ kỳ vọng rất nhiều vào một cuộc hôn nhân. Kiểu đây sẽ là phải một
trải nghiệm toàn diện ý. Hiểu. Nó là do mình cũng đã được sinh ra ở trong cái thời đại kiểu consumerism, tức là luôn sẽ có một sản phẩm tốt hơn ngày mai này, kiểu nó sẽ làm được tất cả mọi thứ. Và cái độ recycle nó cũng rất là nhanh ý, tức là một sản phẩm nó cũng sinh ra, nó chỉ có thể tốt trong vòng 1-2 năm, xong sẽ có một sản phẩm mới tốt hơn liên tục. Và khi người ta tìm kiếm bạn đời thì cũng như thế. Kiểu yêu anh này chán đúng không? Kiểu anh này sẽ nhìn thấy rất là nhiều khuyết điểm của anh này, và mình nghĩ là nếu mình tìm một anh khác thì chắc chắn là lại tốt hơn. Sẽ có một anh nào tốt hơn ngoài kia, giống kiểu iPhone 12 tốt hơn iPhone 11 ấy. Nhưng mà thực ra là con tìm con người thì nó không dễ như thế. Và trong relationship thì không phải là lúc nào cũng sẽ có một phương án tốt hơn. Và xong rồi kiểu yêu một ai đấy xong một thời gian chán chẳng hạn, thì người ta cũng nghĩ là tại sao mình lại phải chịu những trải nghiệm tồi tệ này. Kiểu người ta kỳ vọng rất nhiều vào một cuộc hôn nhân và một người bạn đời ấy. Vừa phải phù hợp về mặt sở thích, trông cũng phải đẹp, hợp nhau trong suy nghĩ, nhưng mà cũng phải hợp nhau in bed kiểu thế. Đấy, nhiều kỳ vọng không? Mệt anh nhờ? Anh hiểu. Em biết không? Sau đấy lúc không được thì người ta lại đi tìm cái thứ khác. Biết gì? À, tức là anh biết về cái vấn đề này. Và anh blame nhiều nhất là Walt Disney. Chính ông đấy đã xây ra một cái viễn cảnh là they live happily ever after. Từ đó người ta sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nghĩa là họ bảo là cái đấy nó gieo rắc vào đầu con người là tìm được người đấy là the end. Là từ đấy trở đi chỉ có tốt trở lên. Và cái đấy sai hoàn toàn. Cái đấy không hề đúng một tí nào. Đấy là bắt đầu của suffering các bạn ạ. Thành ra anh chỉ not really. Trong mấy phim Disney thì anh chỉ ấn tượng nhất là phim Lion King. Là anh đã là vua nhưng mà xong anh screw up, xong anh chạy trốn, xong anh quay lại anh nhận lỗi. Đấy là bài học lớn nhất. Còn các công chúa gặp chàng hoàng tử xong kết thúc trái tim thu nhỏ vào. Uầy. Anh phản đối nhá. Cái đấy bắt đầu từ đâu nhở? Nó bắt đầu từ các chuyện cổ tích chứ. Ông ấy chỉ làm hoạt hình thôi. Chuyện cổ tích thì thật ra không hề. Chuyện cổ tích rất dark. Thế à? Nó rất chuyện cổ tích là để dạy cho trẻ con không làm những gì. Ví dụ cô bé quàng khăn đỏ. Kiểu sử dụng nỗi sợ hãi để áp chế các... Nó là một dạng mà gamification của bài học mà rất hiệu quả. Kể một câu chuyện để cho nó ăn vào cái... Thật à? Cái hệ ý thức thật sự luôn. Em phải ví dụ tìm cô lại gái, chuyện cô gái quàng khăn đỏ là việc hồi trước thế giới không hề an toàn và trẻ con ra ngoài rất dễ bị abuse, dễ bị rape bởi những đối tượng xấu khác. Nên con sói là biểu tượng. Ôi, mà kinh vãi. Oh my god. Là người ta trẻ con làm sao biết, nhưng mà biết là sói là đầu ác, sói là xấu xa, không đi vào rừng tự một mình. Kiểu như thế, và không nghe lời người lạ. Đấy là bài học mà chuyện của bé quàng khăn đỏ đem về. Đấy là một chuyện cổ tích theo đúng nghĩa đấy. Bây giờ em nghĩ là em sẽ đọc lại các chuyện cổ tích phiên bản gốc để xem nó viết như nào thật. Wow. Và mình sẽ tư duy. Anh cần gì muốn khai thác về chủ đề monogamy nào? Có. Tức là tất cả, anh thì nghĩ là tất cả đều là lựa chọn ấy. Em đặt quá nhiều kỳ vọng vào lựa chọn của mình thì đến lúc em rơi em sẽ thất vọng rất nhiều. Đúng. Và một lựa chọn thì nó không có đúng có sai rõ ràng đến thế đâu. Tức là lựa chọn nó đúng lúc này thì nó sai lúc kia. Ví dụ nhá, em lựa chọn ông này, một năm sau ông cày cuốc rất là tốt, ông ấy kiếm được rất nhiều tiền cho vợ con, và lúc đấy không chuyện gì xảy ra cả. Thì em thấy ôi, lựa chọn mình chọn ông đấy đúng thế. Xong đấy lúc ông vỡ nợ, cả nhà gánh nợ cho ông ấy, biết thế mình chọn ông khác. Đúng không? Thì một lựa chọn anh nghĩ là nó không có bản chất là đúng hay sai, mà nó sẽ có thời điểm đúng và thời điểm sai. Và thời điểm đúng thì em tận hưởng nó, nhưng mà thời điểm sai thì em phải có phương án để có phương án để giải quyết nó, hoặc là em nếu mà cần thì em quay sang lựa chọn khác. Biết đâu lựa chọn này đúng hơn, nó là trách nhiệm của mình cả. Nhưng khó nói lắm, em thấy chuyện đôi lứa là một thứ chả biết đường nào mà lần ấy. Thế nên nhiều khi, tức là nó vì nó là việc, nó là chuyện của hai người, mà hai người là cũng kiểu 50-50 ấy, nên là nó rất là khó. Một người không thể cố nắm tay được không? Nếu mà người kia không hợp tác, lúc nào phải sẽ có phải hai bàn tay nắm nhau thì nó mới bắt đầu tiến lên phía trước được. Kiểu như thế. Nên nhiều lúc người ta cũng cứ đổ tại cho số má với cả sao xiếc ấy. Hiểu. Để cho người ta đỡ phải kiểu phiền muộn nghĩ về cái chuyện đấy. Đúng. Tại vì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thật ra đấy cũng là... Thế nên bây giờ cũng khó mà rút ra một bài học gì. Và nhất là những cái bê bối xảy ra với những người khác, nó cũng
khi mà mình đập vào mặt mình ấy thì mới bắt đầu biết được xem là mình có chịu nổi nhiệt hay không. Tức là cái chuyện như ngoại tình ấy, mình xem bao nhiêu bộ phim rồi và đọc bao nhiêu câu chuyện rồi, nhưng mà em nghĩ là đến khi nó đập vào mặt mình mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Những cái công việc mà những cái trải nghiệm của anh trải qua, những cái đất nước mà anh đi đến ấy, cho anh khả năng đọc con người rất là tốt. Có gì lệch lạc biết ngay. Và anh học được tính là tin tưởng vào cái bản năng của mình, intuition của mình. Nếu có gì off, nghĩa là nó off. Nhưng intuition nó cũng là kiểu một dạng cô đặc của các bài học cuộc sống, đúng, các bài học kinh nghiệm rồi. Tức là mình gặp nhiều người, mình biết là khi mà nói ông này nheo mắt, ông này là người thế nào. Nó người ta gọi là nhìn mặt bắt hình dong ấy. Cái đấy hoàn toàn có những việc cái statistic, điểm đúng của nó. Tức là nó là đơn giản là tôi học những trải nghiệm cuộc sống cho tôi biết là như thế này. Và tôi chú ý, tôi tìm được cái pattern, được cái điểm chung của nó ở nhiều người. Nên là tôi cho là đấy là cái điểm đặc trưng của mỗi người. Khi mà người ta có biểu hiện như thế này thì người ta có cá tính như kia. Đấy là một cái đấy là một cái trait, đấy là một cái đặc tính mà giúp cho con người tồn tại. Bởi vì khi mà thấy con hổ bảo ở đây con này lần trước nó cắn ông kia, không phải nó, không phải con mèo đâu, tránh xa nó ra, kiểu thế. Và anh đã xây dựng một cái intuition rất là mạnh, nên anh đọc vị mọi người cũng dễ dàng. Và anh nghĩ là mọi người nên giao tiếp nhiều hơn một chút. Nói chung là những ai mà chưa có kinh nghiệm yêu ấy, thì yêu một vài người để biết xem là khi mà người ta có những hành động ABC thì đó có thể là những cái gì. Có thể Jack là một người cũng rất là nhiều sức thuyết phục đối với họ, khiến cho họ không nghi ngờ gì. Những bài học của anh ấy là thứ nhất là hạ thấp expectation xuống, hạ thấp cái kỳ vọng, hạ thấp kỳ vọng của mình xuống. Và thứ hai là vào luôn kiểm tra những gì mà mình nghi ngờ, những gì bản năng nói với mình. Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội nhá. Quote, trust but verify. Quote của phim Chernobyl. Nó gọi là gì? Tin tưởng nhưng luôn kiểm tra. Bởi vì sao? Những tip rất thực tế. Bởi vì nhân gian ấy thì là hữu hạn, nhưng mà gian nhân thì vô cùng. Nhưng khó nói lắm. Tại vì ý là như nào nhỉ? Tại vì dù có yêu bao nhiêu người chăng nữa thì mỗi người một khác mà, sao biết được? Thằng này nói dối đâu giống thằng kia nói dối đâu. Đồng ý. Mà nhưng tuổi mà khi xuân mà, thì lại có hạn. Khi mà bắt được một người nói dối thế, thì mình biết là đây là bản năng con người đi. Biết là thế đi. Bản năng con người là luôn không, là đấy, em nghĩ nói chung hành trình yêu nhiều người chỉ là để mình hiểu hơn về bản thân mình thôi. Và hiểu hơn về người khác. Cũng khó nói nhỉ. Chẳng biết. Chắc chắn mình sẽ hiểu hơn về người khác. Em đâu yêu nhiều người đâu. Em có hiểu gì về anh đâu. Em không phải đáng hả? Sure. Nhưng mà đấy, nói chung là mình hãy tìm cách để mình trở thành một người đọc vị người khác dễ hơn. Tức là mình có một cái tấm gương cho mình. Tức là từ bé đến anh đọc chuyện Nhật Bản nhiều, toàn các nhân vật chính nghĩa, ví dụ là Son Goku này, ví dụ là Quan Vũ ở trong Tam Quốc này, hay là gần đây là Tanjiro ở trong Kimetsu no Yaiba này. Tức là toàn những nhân vật chính nghĩa nên anh xây dựng cho mình một cái hình tượng chính nghĩa. Và khi mà anh thấy điều gì lệch ấy, so đối chiếu với những hình tượng chính nghĩa đấy thì anh biết nó là những cái gì. Thì đấy là cái công thức mà anh tìm ra cho anh, nó work với anh. Có thể nó không work với rất nhiều người còn lại. Em hiểu. Đấy. Nhưng anh đã tìm được một cái gọi là trụ cột tinh thần đi. Và anh biết cái hướng mà con người đấy sẽ làm, và anh tự gán cho mình là mình giống con người đấy thì mình sẽ làm những điều mà giống những con người đấy sẽ làm. Được. Hiểu bài học của anh. Em cũng có bài học của em. Thực ra đây là một bài học em học được từ đọc các quyển sách của một ông chuyên gia về relationship em rất thích, tên là John Gottman. Đây, cái quyển gì nhỉ? 8 Dates của ông đấy này. Ông ấy cũng có nhiều quyển phết về relationship. Nhưng mà ông ấy có một cái theory mà rất là nổi tiếng và nói rất nhiều nơi, đấy là những cái relationship thành công ấy thì nó đến từ những cái điều rất là nhỏ. Và cái điều nhỏ đấy nó sẽ mang tính quyết định ở chỗ là bạn có turn towards each other hay không. Khi mà mình có một cái tương tác gì với bạn đời, bạn tình, bạn gì đấy, partner, thì partner sẽ luôn có ba lựa chọn. Thứ
thứ nhất là turn towards và sẽ kiểu hào hứng. Lựa chọn thứ hai là từ chối, kiểu turn away, là kiểu no, hoặc là không turn gì cả. Thì em cũng không nhớ chính xác cái từ đấy là gì, nhưng mà nó sẽ là kiểu coi như không nghe thấy gì. Thì ở trong khoảng 10 hành động nhỏ mỗi ngày, kiểu 10 interaction liên tiếp của các cặp đôi ấy, thì nếu mà có khoảng 8, ông ấy có một con số chính xác đấy em cũng không nhớ, nhưng mà khoảng 8 chẳng hạn, thì đã là thành công rồi. Và ông ấy chỉ có thể trong 24 giờ nhìn những cái hành động đấy và chấm điểm đúng như thế thôi, sẽ tiên đoán được là trong 12 năm hay là 20 năm tiếp theo cái cặp đôi đấy nó có lâu bền hay không. Ông ấy bảo là chính những chuyện to mà mình mổ xẻ ra thành những cái hành động nhỏ như thế, và xem là có turn towards each other hay không, sẽ mang tính quyết định cho cái relationship đấy. Tức là ở mọi khoảnh khắc và ở mọi hành động ấy, mình sẽ luôn có một quyết định rằng mình có muốn hợp tác với thằng kia hay không. Nếu mà mình không hợp tác liên tục như thế thì độ tang sẽ rất là cao. Nhưng mà và nếu mà lại càng liên tục và càng kéo dài thì cái mối quan hệ đấy nó sẽ càng không vững bền. Tức là có những thời, ví dụ thời mới yêu nhau thì có thể họ turn towards nhau, nhưng mà được một vài năm thì họ turn away from nhưng that. Nó sẽ không tự dưng, nó sẽ không tự dưng xảy ra. Cũng có thể là do một cái sự kiện nào đấy traumatize cho hai vợ chồng chẳng hạn, ví dụ kiểu mất một người thân hay là kiểu con đấy sinh ra các thứ. Nhưng mà những lúc đấy em nghĩ lại càng phải ý thức về việc là mình đối xử với nhau như thế nào ấy. Kiểu chồng mà bước vào muốn thay bỉm cho con chẳng hạn thì mình cũng phải mặc dù mình không thích. Đã lại như thế, em nghĩ thế. Đấy, lại quay về trải nghiệm. có quá nhiều thứ phải nghĩ đến thôi. Em là một người trong 4 người mà đấy bị tìm ra, thì em sẽ bị tìm ra cái gì? Tức là một trong 4 người của Jack ấy, sẽ em phải là nạn nhân thì em sẽ em làm không bao giờ yêu một thằng thế như em thế. Ok, thế nếu em là Jack bây giờ thì em sẽ làm gì? Em sẽ không bao giờ bị một thằng như thế lừa tình. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà em là Jack, này đừng nói trước nào. Thế bây giờ em là Jack thì em sẽ làm gì, mà nếu em là nạn nhân thì em sẽ làm gì? Gì, nếu em là Jack em sẽ làm gì á? Làm gì nữa? Xin lỗi thế giới. Em không biết, thuê một PR firm để làm xử lý khủng hoảng truyền thông. Chắc chắn là phải có rồi. Thế nhưng mà đấy, em sẽ làm gì với 4 người kia? Chắc là phải đi nói chuyện với những người đấy thôi. Làm nào bây giờ? Em nghĩ thế. Đi nói chuyện từng người một là thuyết phục họ là mình không phải con người như thế, đúng không? Họ đang nhầm. Không nói được thì nhờ mẹ đi nói hộ vậy. Thật ra là anh vẫn chỉ yêu mình em thôi, nhưng mà thế giới ngoài kia miệng lưỡi nó sắc như dao ấy. Anh không phải người như thế. Anh nghĩ cái chuyện này nó sẽ lặp đi lặp lại thôi. Khi một người mà đã... Em cũng nghĩ là do con người đấy. Bản tính... cái gì? Khó rời mà. Giang sơn. Cái gì? Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời các bạn ạ. Thế nếu em là nạn nhân thì em sẽ làm gì? Em là nạn nhân thì sẽ làm gì? Em là ai? Một trong 4 người đấy mà. Một trong 4 người đấy. Thôi move on, yêu thằng khác. Chắc chưa. Sẽ luôn có một thằng tốt hơn ngoài kia, ok. Chưa chắc đâu. Không, em anh quên, em theo chủ nghĩa cái gì, consumerism à? Mua ông khác. Rồi các bạn ạ. Máy móc quanh tớ là luôn phải tốt nhất vì tớ không thay được chồng. Hiểu. Ok. Channel energy từ thứ này sang thứ khác. Anh đồng ý thôi. Nghĩa em có lời khuyên gì cho những người mà đã trải qua những sự kiện như thế? Em nghĩ cái gì qua rồi thì cho qua thôi. Cái gì qua rồi thì cho qua thôi. Luôn cố gắng tốt hơn vào ngày hôm nay và ngày mai. Nói thì dễ lắm. Sao không? Qua những cái trong... Anh đã bị như thế rồi. Anh đã bị như thế rồi gì? Anh bị cắm sừng. Nhá. Thì anh thấy là việc đầu tiên ấy là mình ok chấp nhận nó. Chấp nhận nó mà. Không, nhiều người không chấp nhận được ấy. Em sẽ rất tò mò về việc là tại sao bạn đời hay bạn tình của em lại có cái hành động như thế. Nó là do em hay là nó là do cái gì? Đấy là nhưng việc đầu tiên em sẽ phải đi hỏi. Giải thích cho em. Thôi bye. Em không nói thì dễ, nói thì dễ. Không, em chắc chắn bỏ được. Anh điên à? Em chắc chắn bỏ được, nhưng mà nhiều người ta không đấy bỏ là được. Lại vấn đề của người ta, cái đấy vấn đề của người ta. Các bạn nhá, ai mà muốn chia sẻ có thể comment xem như thế nào.
Tại vì đấy, Diệp thì không tin vào cái việc mà mãi không bỏ được. Em chỉ thấy cái người mà không bỏ được ở đây nhất là cái bạn mà có đứa con rồi. Tại vì bây giờ lại có một đứa con. Bạn đấy thì lại bỏ rồi. À đấy, thế thì thôi, có vấn đề gì nữa đâu nhở. Không, như những người kia bây giờ khui ra thì người ta mới bị tổn thương. Thì như anh đây, bản năng của phụ nữ thích những người có danh tiếng, có tất cả, quyền có lực. Tiền tài, quyền lực đúng không? Thì Jack có cái đấy và các bạn ấy thích tuyếp như thế thì các bạn ấy phải chịu theo những cái rủi ro mà nó đem đến đúng không? Lắm tài thì nhiều tật, chấp nhận thôi. Anh nhá, nếu mà anh thì anh sẽ thứ nhất là chấp nhận việc đấy đúng không? Mình ok, đây là một con người vào chuyện đó xảy ra. Rồi. Và khi mà như này thì người ta có nói như nào chuyện đấy cũng đã xảy ra rồi. Mình sẽ không tin người ta nữa. Việc đầu tiên là thế. Việc đầu tiên là anh không nghe giải thích gì nữa. Không tin nữa. Và hai là anh sẽ phải nghĩ xem là trước giờ mình đủ yêu bản thân đủ chưa. Tại vì có thể là vì mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình nên là người ta mới dễ manipulate, người ta mới dễ kiểu giật dây, thao túng những cảm xúc, những hành động của mình theo cách mà người ta muốn. Mặc dù người ta rất khéo léo, nhưng mình phải để người ta làm thì người ta mới làm được. Đúng rồi. Anh sẽ suy nghĩ lại để lần sau anh không đồng ý như thế thôi. Còn bây giờ việc đã rồi thì cũng không cứu vãn được. Và bài học cho mình để, thôi. Để thời gian nó chữa lành dần dần. Đấy. Relationship cuối cùng nó cũng là một dạng về hành trình đi tìm bản thân ý. Đồng ý là mình chỉ có 50% quyết định trong cái mối quan hệ đấy thôi, nhưng mà nếu mà mình mà làm được maximum, tối đa được 50% đấy thì thì cũng vẫn rất là ra gì mà. Hiểu. Kiểu ví dụ như cái thằng kia mà nó không cố hết 50% mà chỉ cố 30% mà mình phát huy được hết 50% công lực thì mình cũng vẫn sẽ áp đảo được hành động của hay hành động suy nghĩ của bên kia chẳng hạn. Trong một số trường hợp thì cái đấy nó cũng cần, ví dụ khi mà anh cảm thấy yếu không? Ý là không vững vàng trong một vấn đề nào đấy thì cái sự hỗ trợ 50% tối đa của partner bạn đời thì lại rất cần thiết, kiểu thế. Hãy suy nghĩ về đoạn này các bạn ạ. So deep. Wow. Em không biết em vừa nói em gì. Em vừa nói gì? Có rất nhiều khả năng mình sẽ gặp một người mà đối xử với mình không như mình muốn. Thế những lúc đó mình sẽ dừng lại và học lấy bài học đấy. Và tiếp tục để lần sau mình không bị cái mũi kim này nó đâm vào chân nữa. Mình sẽ đi con đường khác và mình sẽ học được những cái đặc điểm nhận dạng để về sau khi mà có vấn đề thì mình nhận ra sớm hơn. Khi mà gặp vấn đề đấy rất là buồn chứ, buồn thì chịu không sao được. Buồn thì ví dụ cứ em buồn ngã thôi. Thì em phải đau. Được, khi mà xước tay thì việc đau là điều chắc chắn. Đúng rồi. Nhưng mà mình biết là việc đấy nó sẽ lành trở lại thôi. Đúng rồi, nó sẽ không lành luôn. Khi mà em mất một xước một cái miếng da ở đầu gối nó sẽ đau đến một vài tuần, nhưng mà mình biết là hết một vài tuần nó sẽ khỏi, nó sẽ không khỏi luôn nhưng nó sẽ khỏi, và đấy sẽ là niềm an ủi và động lực để kéo em sống tốt hơn và đối xử bản thân mình tốt hơn thay vì dằn vặt vì những cái mà đã xảy ra. Lần sau sẽ không ngã chứ không tự hỏi là tại sao lần này ngã. Đó là cái tâm lý mà mình nên theo đuổi. Nói chung đa số chúng ta không ai ở đây là Jack đâu, nên nếu có gì bất mãn với bạn đời thì hãy đi nói với nó chứ đừng có đi tìm đứa khác, tìm phương án khác các bạn ạ. Toang lắm. Okay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe hết episode này của bọn tớ cho đến tận đây. Không biết edit xong nó sẽ có bao nhiêu phút đây. Dù mọi người đang ở đâu thì bọn tớ cũng xin chúc mọi người là hãy bình an, sống sót qua mùa dịch này. Hãy cần... An toàn là trên hết các bạn nhé. An toàn là trên hết. Hãy 5K và chờ đợi ngày đất nước lại mở cửa. Chúng mình lại sống lại cuộc sống được bình thường như xưa. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Bye bye. Bye bye.